Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đến với bản tin Hoạch Trình Đốn gồm có phóng sự cộng đồng và phỏng vấn đặc biệt. Để mở đầu, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng. Võ Thành Nhân, và hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 11 năm 2019. Những người ở trong vùng thủ đô Hoa Tình Đốn ngày hôm nay đến nhà hàng Harvest Moon để mà mừng một cái tiệc, gọi là một tiệc lễ tạ ơn của Hội Quảng Đà. Nhưng mà khi mà chúng ta nói Hội Thân Hữu Quảng Đà thì trong đó có rất là nhiều điều mà chúng ta muốn biết. Đặc biệt Hội Thân Hữu Quảng Đà là một cái hội cung cấp rất là nhiều những cái dịch vụ. Mỗi khi mà chúng tôi nghe nói tới một cái nạn lụt hay là một cái gì đó mà có tính cách gọi là cần phải giúp, cần phải được cứu trợ đó, thì cái hội đầu tiên mà chúng tôi cầu cứu đó là Hội Thân Hữu Quảng Đà. Nhưng mà để mà tìm hiểu biết thêm về Hội Quảng Đà đó thì chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với lại anh Thịnh Tống để mà tìm hiểu thêm một số những cái sinh hoạt của Hội Quảng Đà. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi, xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết em xin được kính chào anh Thịnh. Dạ, kính chào anh Võ Thành Nhân. Dạ. Khi mà chúng ta nói tới Hội Quảng Đà thì Hội Quảng Đà có nhiều sinh hoạt lắm. Nhưng mà em thì trong đầu luôn luôn là suy nghĩ rằng Hội Quảng Đà là cái hội để mình cầu cứu mỗi khi mà có một cái thiên tai hay có một cái gì đó để giúp người của mình. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái sinh hoạt khác, do đó nên anh có thể chia sẻ với em. Dạ, nói tới Hội Quảng Đà thì Hội Quảng Đà chỉ là một cái hội đồng hương đã hoạt động tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn được 20 năm. Thì trong những cái hoạt động của Hội Quảng Đà thì nó gồm có là về xã hội, tất nhiên là đóng góp cho tất cả những cái sinh hoạt của cộng đồng cũng như của tất cả các hội đoàn khác, hay là những cái chương trình về cứu trợ, những chương trình về gây quỹ hay là những chương trình giúp đỡ, thì Hội Quảng Đà lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ và đóng góp. Còn về vấn đề văn hóa thì Hội Quảng Đà luôn luôn giúp cho những thiếu nhi và những em học sinh ở đây trong các chương trình khuyến học. Và Hội Quảng Đà đã tổ chức một cái phòng đọc sách tại thư viện Thomas Jefferson để cho tất cả đồng hương của chúng ta có thể tới đó để mà đọc và mượn sách tiếng Việt. Ngoài ra thì tất cả những cái chương trình về thiếu nhi như Tết Trung Thu hoặc là những chương trình khuyến học thì Hội Quảng Đà luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ để xây dựng một cái tầng lớp mới của đồng hương tuổi trẻ sẽ lớn lên trong cái tình đồng hương tại hải ngoại. Và kính thưa vị, khi mà chúng ta đến với lại Hội Quảng Đà ngày hôm nay đó thì cũng là một cái ngày mà Hội Quảng Đà sẽ có một cái cuộc bầu cử. Nhưng mà trước khi có một cái chương trình bầu cử như vậy đó thì anh Thịnh có thể cho em biết thêm là hiện nay người giữ cái trách nhiệm là President là ông Lê Hữu Em. Ngoài ra thì còn có một cái thành phần của ban gọi là Board of Director đó thì cũng rất là mạnh. Nhưng mà bên cạnh đó thì em thấy rằng là ngoài người Quảng Đà ra thì cũng có rất đông người để mà ủng hộ Hội Quảng Đà thân hữu đó. Thì anh Thịnh có thể cho em biết thêm rằng trong cái chương trình ngày hôm nay thì ngoài cái buổi tiệc để mà chúng ta tạ ơn thì chúng ta sẽ có cái cuộc bầu cử đó, anh có thể cho em biết cái diễn tiến nó sẽ như thế nào và vấn đề bầu cử nó sẽ xảy ra ra sao vậy thưa anh? Dạ. Dạ, thưa anh, thì cứ mỗi 2 năm á là đúng vào trong cái dịp tạ ơn á là Hội Quảng Đà bầu lại ban chấp hành và ban quản trị. Nhưng mà trong suốt cả 10 năm nay rồi á thì cái chuyện bầu cử á nó chỉ là một cái hình thức thôi, nhưng mà đều bây giờ ông chủ tịch là Lê Hữu Em thì chắc chắn là chúng tôi cũng vẫn để cho vẫn ủng hộ 100% để ổng kiêm nhiệm lại cho những nhiệm kỳ 2 năm tới. Và trong cái ban quản trị á, thì toàn là những người đã hết lòng và sẵn sàng giúp đỡ cho Hội Quảng Đà để Hội Quảng Đà có thể lớn mạnh và có đầy đủ điều kiện để mà đóng góp cho những cái sinh hoạt của cộng đồng hàng năm. Thì tôi chắc chắn rằng kỳ này bầu cử chỉ là hình thức thôi, và tất cả những thành viên của ban quản trị cũng như thành viên của ban chấp hành sẽ sẵn sàng để mà ở lại làm tiếp tục cho 2 năm tới. Yeah. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói tới Hội Quảng Đà thì trong Hội Quảng Đà ngày xưa chúng tôi có cụ Phan Vĩ, và hiện nay thì những người cũng còn đang sinh hoạt là ông Vũ Hối. Yeah. Ngoài ra mình còn có những ai nữa không, dạ thưa anh Thịnh? Dạ,
Thì bây giờ có chị Lê Tống Mụng Hoa là chị vẫn là ở trong cái ban quản trị, và có một số các mạnh thường quân khác cũng như những người lớn tuổi và Quảng Nam Đà Nẵng vẫn tham gia trong cái ban tức như là ban cố vấn, để cho cơ hội luôn luôn vững mạnh. Tức như là hội Quảng Đà mỗi năm ngoài cái sinh hoạt thì nó có là mùa hè thì nó có picnic Quảng Đà, mùa thu thì nó có là mùa thu Quảng Đà là Thanksgiving, và cái chính là cái đại hội mùa xuân Quảng Đà tổ chức vào tháng 3, cuối tháng 3 của năm. Trước khi chấm dứt thì chúng tôi cũng nhân đây cũng xin được kính nhớ tới một trong những huynh trưởng hướng đạo của chúng tôi là trưởng Nguyễn Tấn Định, ngày xưa cũng là một trong những thành viên, cũng là một người rất là gần gũi với hội Quảng Đà. Và chúng tôi còn ghi nhận là ngày hôm nay đó là bên cạnh một cái sinh hoạt của hội thì chúng tôi cũng có thấy được là có ông chủ tịch cộng đồng vùng thủ đô Hai Thành Đốn là ông Bobby Lý cũng có mặt, và tất cả những người đại diện của các hội đoàn đều có mặt, và đa số những người có mặt chúng tôi ghi nhận đó là Bình Quốc gia hành chánh. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Thì anh Thịnh có thể giải thích thêm là cái mối liên hệ mật thiết giữa hội Quảng Đà và Quốc gia hành chánh vậy? Có thể nói rằng đó là hai anh em ruột thịt, tại vì trước đây ông Lê Hữu Em ông đã từng là chủ tịch, và hiện bây giờ ông là ban cố vấn của Quốc gia hành chánh, mà ông Lê Hữu Em là luôn luôn trong suốt 10 năm nay là chủ tịch của hội Quảng Đà. Thành ra cái mật thiết giữa Quốc gia hành chánh và hội Quảng Đà nó ngoài cái tinh thần đồng hương, ngoài cái tinh thần là cộng đồng, nhưng mà nó còn có cái tinh thần rất là thân thương của anh em. Do đó sẵn sàng khi nào hội Quốc gia hành chánh cũng sẵn sàng giúp đỡ cho hội Quảng Đà, và bất cứ cái vấn đề gì mà hội Quảng Đà, những phương án nào mà hội Quảng Đà đề ra để đóng góp gây quỹ là hội Quốc gia hành chánh sẵn sàng ủng hộ. Nhân dịp đây cũng xin cảm ơn tất cả các thành viên của ban chấp hành Quốc gia hành chánh cũng như tất cả các anh chị trong Quốc gia hành chánh đã luôn luôn sẵn sàng ủng hộ và đóng góp cho hội Quảng Đà, để cho hội Quảng Đà từ đó cũng có những cái nhờ cái sự giúp đỡ đó mà cũng tạo lên được những cái công tác tốt cho cộng đồng và cho đồng hương của Việt Nam ở vùng thủ đô Hoa Thành Đốn. Và kính thưa quý vị, bên cạnh một cái hội Quảng Đà lớn mạnh như vậy thì chúng tôi thấy có nhóm tình thương. Nhóm tình thương là một trong những cái nhóm mà chúng tôi thấy nó cũng gắn rất là gần với lại hội Quảng Đà bên cạnh Quốc gia hành chánh. Anh Thịnh có thể giải thích thêm. Nhóm tình thương là một cái charity của do chị Lê Tống Mộng Hoa làm chủ tịch và tôi là Tống Vương Thịnh làm thủ quỹ. Đó là một cái nhóm, nó cũng có mục đích, nghĩa là phục vụ cho những học sinh nghèo và phục vụ cho những đồng hương bị thiên tai bão lụt, hay là những đồng hương qua Mỹ nhưng mà gặp rất là nhiều trường hợp khó khăn. Thì bên cạnh với hội Quảng Đà thì chúng tôi có những đồng hương Quảng Nam và cộng vào đó thì có những cái đồng hương của những cái tỉnh khác trong cộng đồng. Thì hội Quảng Đà rất là may mắn được có nhóm tình thương Vushia là một cánh tay mặt để sẵn sàng đóng góp và ủng hộ cho bất cứ những thiên tai hay là bất cứ những trường hợp khó khăn nào của đồng hương tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, cũng như ngay cả những cái trường hợp bão lụt ở Việt Nam hay những trường hợp thiên tai ở Việt Nam, ở Quảng Nam, Đà Nẵng, thì hội đồng hương, hội nhóm tình thương cũng sẵn sàng ủng hộ cho hội Quảng Đà. Chúng tôi một lần nữa xin thành thật cảm ơn nhóm tình thương và Vushia đã sẵn sàng sát cánh với hội Quảng Đà để chúng ta có thể thực hiện những điều mà đồng hương và cộng đồng đang mong muốn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn của chúng tôi và anh Tống Vương Thịnh.
Hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái tin tức thêm về sinh hoạt của Hội Quảng Đà để mà gửi đến quý vị. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được chấm dứt và chúng tôi xin được cảm ơn anh Đậu Thanh Vân đã cung cấp những hình ảnh mà quý vị thấy ở trong cái chương trình phỏng vấn ngày hôm nay. Một lần nữa em xin được cảm ơn Thịnh. Dạ, cảm ơn anh Võ Thành Nhân. Dạ.